Điểm báo trước những cơn mưa mát mẻ, thần gió bắc, Bore nhanh nhẹn giá bút đôi khi gây ít nhiều tác hại. Thần gió nam nô tốc và mát vui vẻ. Thần gió đông Europe mát mẻ thân thiện. Đế sóc quẩn sinh ra vô số những ngôi sao lấp lánh. Suốt đêm thơ trên bầu trời ba la. Titan đã về lấy một tiên nữ Okeanic, con của thần đại dương và thế thích, tên là Temene. Sinh được bốn con trai là Aslak, Promete, Epimete, Nephesio. Hai Titan này đích thường lấy chồng nhưng không chịu ở không, mà họ đảm nhận trách nhiệm quan trọng Themis cai quản pháp luật, công lý, sự cân bằng và trật tự. Mà Nemosyne là những thần trí nhớ giúp con người lưu giữ được kinh nghiệm và sự hiểu biết những ngày càng khôn lớn vội vàng. Tuy là thần thánh nhưng thần bầu trời Uranus cũng thiếu sự công bằng với những đứa con. Đối với những Kyklos, Hecatonskia, Uranus rất ghét vì những thần ấy, sự có mặt của chúng là điều ô nhục đối với mình. Thần đầy chúng xuống lòng đất, nơi sâu thẳm của địa ngục Tara để cho khuất mắt. Những thần Gaia không bằng lòng với chồng với cách đối xử của lũ con mà nàng nước sửa dễ dàng. Nàng gọi các con lại, rồi họ chống lại cha. Các cha khổng lồ đều không dám làm, vì chỉ có Titan Cronos, người con út đảm nhận công việc tẩy lấy. Theo một cái của mẹ, Cronos cầm lưỡi hái, nhưng mặt chờ lúc cha và người ngủ, chém chết Uranus. Dưới lưới hải phản chất của đứa con út, máu của thần bầu trời Uranus chảy xuống mẹ đất Gaia, sinh ra một thế hệ khổng lồ thứ tư. Sự cái đoạn của họ còn hơn những thế hệ trước, đấy là những đại khổng lồ Gigantok, thân hình cao lớn, thiên giáp sáng ngời, trong tay lúc nào cũng lăm lăm một cây lao dài ngoắt, mặt mày gấm nhức dữ tợn. Máu của Uranus trên trong đất còn sinh ra ba nữ thần Erinyes, cây cầm roi, cây cầm đuốc, mái tóc và búi rắn độc ngoan nghèo bóc đầu ra tua tủa. Bi ơi, cái đấy bản nó con, đừng con, đây. Ui dồi ôi, đây quay ra đây. Quay ra đây nghe chuyện chứ. Là 13 này. Đây này. Đây không ạ? Là Vi đã bị bắt. Đang đọc chuyện mà. Máu của những giọt máu của nó còn nhỏ xuống vùng biển đảo Sip, hòa tan vào những cơn sóng bắt đầu và sinh ra nữ thần xinh đẹp và tình yêu Aphrodite. Nữ thần đất mẹ Gaia không phải chỉ có con với Uranus, mà có nhiều cuộc tình duyên và mỗi cuộc tình đều đem lại cho thế gian những vị thần mới. Kết hôn với con trai mình là Photos, vị thần của vực thẳm nơi biển cả Gaia, sinh ra các thần tượng trưng cho sức mạnh muôn vàn hình dáng của biển cả, sông suối, nữ thần biển Nere, Phokix, Thaumas, Keto kết hôn với địa ngục Tata. Gaia sinh ra trăm rắn trăm đầu Typhon to lớn khổng lồ. Là nữ thần đất, Gaia có một vị trí rất lớn trong tín ngưỡng những người Hy Lạp cổ. Nàng được coi là tổ mẫu của loài người, là người khởi đầu và kết thúc sự sống. Từ lúc con người sinh ra, lớn lên, già đi và kết thúc cuộc sống về lòng đất an nghỉ. Gaia còn được một vị thần nuôi dưỡng của mùa màng cây cối. Vì thế, nàng có một biệt danh là Kafurok, Gaia được mùa. Trên đất Hy Lạp cổ xưa, đâu đâu cũng thờ cúng Gaia. Trong những lời thề nguyền thiêng liêng, người xưa thường viện dẫn Gaia để chứng giám. Chẳng chịu thua kém nhưng người chị của mình là thần đất Gaia, nữ thần đêm tối. Nick cũng sinh ra nhiều đứa con quái đản gớm ghiếc, gây tai họa cho thế gian và loài người. Đó là những nữ thần chết cơ có đây.